Xin chào tất cả mọi người, đây là một con muỗi. Kiến là một loài động vật có bầy đàn. Chúng có thể nâng một vật gấp 100 lần. Gấp mấy lần trọng lượng của chúng. Sorry, gấp mấy lần trọng lượng của chúng. Bỏ hung mới là 8 lần. Hôm nay chúng tôi đến để xem kiến nói ăn một con muỗi thế nào. Con muỗi là một loài động vật rất nguy hiểm. Nó một loài côn trùng thuộc bộ hai cánh. Nó muỗi để hút máu người, gây ra bệnh sốt xuất huyết rồi tiêu chảy. Rồi gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết rồi sốt rét. Đây là đàn kiến, chúng nó ăn tất cả những vụn đồ. Mình ấy thả con muỗi này là đàn kiến, bởi vì mình rất ghét muỗi. Nhưng mình không ghét muỗi đực vì nó không hút máu người. Chỉ có muỗi cái mới hút máu, còn muỗi đực không hút máu. Đàn kiến rất thích ăn đồ ngọt hay ăn muỗi. Chúng là một loài có tập tính bầy đàn. Nhưng những đồ ngọt bánh chocolate chúng có thể ăn. Hãy nhìn một con muỗi. Kiến có thể nâng được một con muỗi đó. Bạn ngạc nhiên chưa? Vừa nãy mình thấy khi thả một con muỗi vào, nó lôi kéo sình sịch. Để ở một con muỗi cái nó hút máu người đó. Các bạn hãy cẩn thận nên phòng chống dịch vì muỗi. Nếu mình thả chắc chắn đàn kiến nên nâng lũ muỗi. Nhưng mà mặc dù điều đấy cũng là độc ác, nhưng mà mình cũng phải diệt muỗi vì chúng hút máu người, gây ra các bệnh có thể dẫn đến tử vong. Bắt đầu. Mình sẽ bỏ cái này vào để cho nó xem. Tạm thời xem, bỏ nó nâng muỗi. Thưa, con muỗi vẫn còn sống, nó mặc dù nó rất yếu. Hơi chút độc ác tí. Nhờ thôi, thế cũng là thay vì muỗi. Đây, những lần kiến nó bầu vào. Đây, con muỗi đang bị phân. Rồi em mình rất giỏi trong việc bắt muỗi. Em mình đã bắt được nhiều con muỗi. 200 đấy. Bạn kia ăn đồ ngọt nhưng để xem chúng khiêng đồ ngọt hay khiêng muỗi đây. Tôi nghĩ là khiêng muỗi vì nó đang tập trung. Những có nhiều con khiêng đồ ngọt. Đây là một hàng dài kiến. Bọn nó kiến có tập tính xã hội rất cao. Chúng thường đi theo vào cái tổ ấy, nhưng mà nhà mình không biết cái tổ đấy ở đâu. Rất dễ là nó có thể là ở trong đất mà bọn kiến nó có dùng anten để kết nối. Với mẹ ngắt anten nó hệ mất tín hiệu. Đây bọn nó dùng anten để gọi nhau. Anten để làm gì? Anten trên đầu nó. Anten dùng để kết nối với nhau. Đây rất nhiều đàn kiến đi quanh. Bây giờ bọn nó đi lại. Bởi bọn nó đó là những con kiến làm việc, nó đi kiếm ăn. Nhưng có thể mang về, nhưng có thể rồi mang về cho kiến chúa. Mang thích ăn về kiến chúa. Kiến con chúa kiến thì chúa có mỗi việc đẻ trứng. Con kiến chúa rất lười. Không, thưa, nó là loài vật đẻ trứng. Nó chỉ là một con cái. Nếu con kiến chúa nó không đẻ trứng thì nó không phải là kiến chúa. Đúng, trừ khi nó giao phối và nó đẻ trứng. Đây, bọn kiến đang bấu vào con muỗi. Vì sao con kiến này là con kiến lửa ấy mít? Bây giờ nó màu đỏ đấy. Em mình đã hỏi câu đấy. Vì có một số con có màu đỏ, nhưng thực sự mình biết về loài kiến có tập tính xã hội rất cao. Chúng có thể tập trung thành nặng hàng trăm con hay hàng nghìn con. Nhà mình ở đây ở một khu phố ở trên đường này rất yên bình. Đây, con muỗi bị bô vào. Với mình đấy, khi đá con muỗi trên tay và mình cũng đặt con kiến trên tay. Rồi em mình hỏi em bảo gì. Đây là một cái cốc đựng nước. Cốc đựng đầu tiên trước tiên đựng tổ kiến, nhưng bọn kiến bô ra hết sạch rồi. Bô ra hết sạch rồi, không còn. Nhưng mà còn mấy con sâu vớ vẩn dám hại cây mình mới đổ nước vào. Và
em cứ khám phá đi, anh ấy đi tìm hiểu xem điều gì ấy xảy ra. Thì con muỗi khi một cô muỗi đáng thương đã bị những đàn kiến khiêng. Kiến thợ thường à, người chiến đấu chứ kiến chúa không chiến đấu. Kiến chúa chỉ ở trong tổ. Cái câu này rất hôi. Vừa nãy mình bị bọc luôn rồi. Và mình khuyên em mình không nên làm thế nữa. Và tránh xa. Đây, đây là con muỗi. Cô muỗi đáng bị khênh đi cùng. Tập tính bầy đàn rất cao. Anh ơi, cái ấy lên đấy chính là đất. Đúng, nhưng mà đổ những vào hôi. Đây những hàng dài kiến thợ. Có, nhưng vừa nãy mình thấy với con mang thức ăn về cho kiến chúa. Vậy, rồi à, và em mình.